Xin chào quý vị và các bạn. Đối với cả dòng Range Rover của thương hiệu Land Rover thì chúng ta sẽ có lựa chọn thêm một option, đó là màn hình phía sau cho hàng ghế thứ hai. Và sẽ có hai màn hình, và hai màn hình như vậy thì kèm vào đó sẽ có, chúng ta sẽ có hai tai nghe headphone cho khách hàng ngồi phía sau. Vậy cách sử dụng như nào? Thì hôm nay Ngọc Đăng sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách sử dụng nhé. Đầu tiên, khi quý vị các bạn nhận được ấy, thì ở trong cái xe của quý vị các bạn sẽ được để sẵn cái túi như thế này, một túi headphone như này, và sẽ có hai túi. Chúng ta sẽ mở ra chúng ta sử dụng. Chúng ta sẽ mở ra và sẽ có một tai nghe headphone như thế này. Và cách sử dụng như nào? Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn xung quanh. Ngay ở phía đầu xe, ngay ở phía đầu phía sau của cái headphone sẽ có một nút hình tròn và dấu gạch này, có nghĩa biểu thị là tắt và bật. Nó sẽ có một cái đèn đỏ ở đây, nó sẽ sáng lên. Và chúng ta sẽ theo dõi. Cái đèn đỏ này sáng lên có nghĩa là cái tai nghe đã sống rồi và đã hoạt động bình thường rồi. Và khi chúng ta hoạt động bình thường rồi, chúng ta sẽ sử dụng như bình thường mà đeo tai nghe. Đấy. Chúng ta sẽ đeo lên như thế này. Đeo lên và chúng ta sẽ chỉnh cái vòng ốc ở đây làm sao cho phù hợp với cả cái vị trí đầu của mình, để mình phù hợp cho xuống tai. Đấy, hiện tại bây giờ là TV ở phía sau đang mở rồi, Ngọc Đăng đã mở TV. Chúng ta sẽ nghe bình thường. Và điều chỉnh âm lượng ở đây, chúng ta sẽ có một vòng tròn ở phía bên tay trái chúng ta. Đấy, chúng ta sẽ quay như thế này thì sẽ tăng âm lượng, còn như thế này sẽ là nhỏ âm lượng. Đấy, rất là dễ đó. Đấy, cách thao tác rất là dễ. Và chúng ta tiếp theo thì Ngọc Đăng sẽ hướng dẫn quý vị các bạn về ở phía bên này. Thì chúng ta sẽ có cái đèn đây đúng không ạ? Và chúng ta sẽ theo dõi cái đèn này thông qua cái việc là biểu thị. Và nếu khi mà chúng ta đang sử dụng mà bị hết pin và pin yếu thì cái headphone này nó sẽ báo nhấp nháy đèn liên tục, cứ 90 giây là báo một lần. Nó báo rằng là nó chuẩn bị hết pin và chúng ta sẽ phải thay pin. Và cách thay pin thì chúng ta sẽ sử dụng xoáy cái ốc này ra. Và pin sẽ nằm ở vị trí này. Chúng ta sẽ tháo ra và thay viên pin. Và chúng ta nhớ là pin khi thay ra thì sẽ là để vào đúng nơi quy định và không được vứt được thùng rác nhé, ảnh hưởng đến môi trường rất là lớn. Cách sử dụng thì rất là dễ thôi, vì thông thường cái tai nghe headphone này đã được kết nối sẵn với cả cái màn hình của mình rồi. Và hai tai nghe, cả hai tai nghe này đều có thể sử dụng chung được một trong màn, một màn được. Màn này có thể sử dụng chéo tai nghe và không phải là phân biệt giữa màn này và tai nghe này. Tất cả đều sử dụng chung hết, có thể sử dụng chung hết. Chúng ta đeo lên như thế này. Đấy. Đấy, và chúng ta nghe. Chúng ta có thể sử dụng cái TV này, chúng ta có thể sử dụng để nghe nghe đài này, nghe nhạc này, và có thể xem TV. Rất là tiện lợi cho các khách hàng di chuyển đường xa, có thể trải nghiệm và dành thời gian để có thể là tận hưởng những cái bản nhạc, và có thể là dành thời gian nghỉ ngơi một chút. Đấy, đang nghỉ ngơi như thế này. Ok, vừa rồi thì Ngọc Đăng đã hướng dẫn quý vị và các bạn cách sử dụng cái tai nghe headphone trên chiếc xe Range Rover. Và nếu quý vị các bạn có bất kỳ một thắc mắc hay câu hỏi nào về sử dụng sản phẩm của thương hiệu Land Rover hoặc Jaguar, đừng ngần ngại hãy liên hệ với mình. Mình là Ngọc Đăng, đại diện bán hàng tại Jaguar Land Rover Việt Nam.